giám đốc đi đâu rồi? Đi giám đốc phòng sở anh ạ. Có việc gì đấy? Chắc cần sao mà em không biết. Thế bao giờ giám đốc về? Tầm 30 phút nữa anh ạ. Úi giời ơi. Máy khóa không quan sát được. Máy khóa anh cũng có cách.
Vâng. Alo, này, tôi nói cho cậu nghe chứ. Có phải cậu ỉ cái thế là năm ngoái tôi nhận cậu vào là làm cơ quan là vì do bố cậu mời tôi một điếu thuốc lá ba số không? Mà bây giờ cậu ỉ thế cậu nhờn với tôi đấy bảo. Cậu tự ý bỏ việc, không xin phép. Cậu đã đi thì đi luôn đi nhé. Hiểu chưa? Còn gọi tôi làm gì nữa? Mà tôi báo cho cậu biết nhé. Nếu có vác mặt ở đây ý, thì cậu cũng chỉ nhận được cái kỷ luật sa thải việc thôi. Hiểu chưa? Lão tuyết. Dạ mà có sếp ạ. Quái quỷ thật nhỉ. Không có ai nghe cả. Cái điều gì đấy? Dạ thưa sếp. Sáng nay phía đối tác có đến gửi cho sếp cái bản hợp đồng. Ừ. Nhưng mà sếp chưa đến. Thế bên đấy có gửi rồi. Để sếp thảo luận. Được rồi. Xem như thế nào thì có gì là sếp gọi điện trực tiếp cho bên đấy ạ. Được rồi. Dạ vâng ạ. Đồng đối tác. Alo. Dạ vâng. Tôi nghe đây, tôi giám đốc đây. Cái quái nhỉ. Vâng. Mày quá lắm đấy nhá. Hả? Đây là cơ quan chứ không phải là cái chợ đâu. Mà cứ gọi đến đùa cợt thế hả? Đúng là vô văn hóa, vô giáo dục. Cẩn thận với tôi gọi công an gấu cổ lại đấy. Đã thật nhỉ. Cứ vào. Rồi ạ. Sếp giết em rồi sếp ơi. Cái gì? Cái gì mà giết cái chết cậu nói gì tôi không hiểu. Không những sếp giết em, sếp còn làm cho cả cái công ty này mất cơ hội ngàn vàng để không ngóc đầu lên nữa. Cậu ăn nói cho cẩn thận. Cái gì mà ngóc lên cũng chẳng ngóc xuống hả? Tại sao sếp lại chửi khách hàng của mình là nhanh nhít, là vô giáo dục? Mà lại còn bảo rằng tôi ngang đến để gỗ cổ người ta lại đi. Tôi chửi mắng khách hàng à? Tôi sao cậu biết? Đấy, sếp tự nhận rồi nhá. Nhận nhận cái gì? Đối tác nó vừa gọi điện đến cho sếp. Nhưng sếp chửi nó lại gọi điện đến cho em. Nó bảo là nó đến để nó bàn với sếp về một số cái điều khoản ở trong cái bản hợp đồng. À, đúng rồi, vừa rồi có trên điện thoại, chuông điện thoại rồi. Nhưng tôi cứ lại nó lại tắt đi. Mà hướng quá, không biết cái thằng xỏ lá nào, cái thằng đẻ cám nào. Nó vờn tôi suốt cả buổi sáng hôm nay, vờn như mèo vờn chuột. Đến nỗi mà là tôi pha múc trà uống mà tôi không kịp uống. Quá em không hỏi sếp cái chuyện đấy mà em hỏi chuyện là tại sao sếp lại không nghe thấy. Thì đã bảo rằng là chuông điện thoại gọi đến, tôi cứ ra thì nó lại in thêm kíp. Nó gọi đến mà nó không nói thì làm sao tôi biết được nó nói cái gì. Thì chết không? Hả? Tại cái này đây. Làm sao? Mấy hôm vừa rồi sếp đi họp sếp không biết. Cái điện thoại của phòng sếp nó bị hỏng. Sao? Cái hỏng rồi à? Thì vẫn bệnh cũ tái phát. Chết rồi. Sếp nói thì người ta nghe thấy, còn người ta nói thì sếp chẳng nghe thấy gì. Em bảo thiếp say đi. Bởi vì chết tôi rồi. Vừa rồi không khéo là tôi chửi cả vào mặt cấp trên của mình. Đấy, em đã bảo với sếp từ lâu rồi là sếp thay cái máy điện thoại này đi. Mà vứt cả cái hộp cổ lỗ sĩ đi nữa. Vứt đi thì lấy gì mà dùng? Bây giờ điện thoại nó đầy rẫy ngoài thị trường, nó hiện đại mà nó có nhiều tính năng. Nó cả thêm tắt nữa. Chẳng nhẽ em bỏ tiền túi ra để em sắm thì nó không ra gì. Mà trong phòng của sếp thì có ma nào nó vào nó sử dụng điện thoại đâu mà suốt ngày sếp khóa nhìn. Không có ma nào vào à? Khối ma vào.
gọi chùa, tán tình yêu, còn gọi cả ra tình ngoài nữa. Bây giờ thế này, trước mắt là cậu phải đi sửa gấp cho tôi cái điện thoại này, để còn có khác mà dùng chứ. Bảo sếp rồi nhá, nó thay nó đi sếp cứ. Mà cái chìa khóa đâu sếp? Chìa khóa? Làm gì phải thấy chìa khóa? Mang cả cái hộp đi. Nó này, nhớ là phải mang cả cái hộp gỗ về cho tôi đi nhá. Rồi em sẽ mang về. Phức tạp thế. Trời ơi sếp ơi. Cái gì ở đây? Thế là bao nhiêu công sức của em, mất ăn mất ngủ, săn đón chiều chuộng khách hàng, bây giờ mất hết rồi, làm thế nào bây giờ? Làm sao thì mất hết rồi thế nào? Cô chiều chuộng khách hàng thế nào? Hả? Tại sếp, tại sếp, em bắt đền sếp. Sao lại bắt đền tôi nhỉ? Cái khách hàng của cô là đàn ông hay là đàn bà? Đàn ông. Đàn ông à? Cô ngần này tuổi đầu rồi, làm sao mà cô lại dại dột hớ anh như thế? Hả? Em nói cho sếp biết nhá. Nếu mà dại dột hớ hênh mà ký được hợp đồng ý, thì em cũng dại dột. Thôi. Thế nhưng mà lần này tất cả là tại sếp. Thôi, đừng nói tầm bậy tầm bạ như thế. Đã không là tốt rồi. Không phải là tại tôi. Khổ lắm. Tại tôi đâu, tất cả việc làm ấy là do tại cái điện thoại. Vâng, thì em biết là tại cái điện thoại. Nhưng mà em nói cho sếp biết nhé. Em có làm cái gì đâu. Em chỉ vì em nói sếp là vì sếp mắng khách hàng của em. Thế tự nhiên bây giờ sếp trèo sang cái chuyện gì, buồn cười thật đấy. Ừ, hay nhỉ. Cái việc mà cô đi cô làm, cô chiều chuộng khách hàng là ở đâu đâu tôi không biết. Bây giờ cô về đây cô định cắt lửa bỏ bàn tay. Cái việc này nếu mà bà xã tôi nghe thì chết tôi. Thế làm sao? Thế ảnh hưởng gì đến bà xã nhà sếp à? Thế không phải là chuyện tình yêu à? Thế cái gì? Rồi ôi, rất vớ vẩn. Đang chuyện nọ nó sọ sang chuyện kia. Đang chuyện làm ăn tự nhiên quèo sang cái chuyện dai gái nữa đây. Thế cô bảo là cái chuyện gì? Cô có biện pháp gì không nào? Biện pháp gì? Em đã nói với sếp bao nhiêu lần rồi. Bây giờ cái thời đại bây giờ là thời đại công nghệ thông tin. Bây giờ là thời đại kinh tế thị trường. Chứ không phải là cái thời bao cấp nữa đâu nào. Tôi biết rồi. Kinh tế thị trường ai mà chẳng biết. Em là cô có ý kiến gì cô nói như chân chạy này. Biện pháp gì? Em nói cho sếp biết nhá. Bây giờ phải đầu tư. Không phải là chỉ có thay cái điện thoại đâu. Mà sếp bây giờ là phải có một dàn máy vi tính. Vi tính? Một bộ máy điều hòa nhiệt độ. Mình còn phải nối mạng internet. Mạng internet? Internet. Được rồi, tôi sẽ nối mạng. Còn lại còn phải vào trang web nữa. Úi dồi ôi, sếp ơi, ở gần nhà em có một con bé gội đầu nhá. Cửa hàng nó bé tí tí, mà cái lối đi nhỏ vanh vanh như này. Thế mà nó nối mạng một phát, úi dồi ôi, khách hàng đến đông như kiến cỏ. Xe máy ô tô đứng chật kín hết cả lối đi, thế mới tài. Thế thì mình, tôi cũng nối mạng. Nối mạng? Sợ gì? Nhưng mà em nói cho sếp biết, sếp cũng cần phải có cái di động nữa. Mấy tay giám đốc nhá, kiếm tiền tỷ dễ nhưng không chỉ qua mấy cú điện thoại di động. Đấy, mà em, vâng, em nói cho sếp nghe thời buổi mật ít rồi nhiều. Chậm một phát, mất ăn luôn. Cho nên là sếp phải có điện thoại di động đi, thì mới làm được. Dạ, báo cáo với sếp. Em vừa đàm phán với bên tổng cục bưu điện. Họ trả lời rằng không thể thay thủ nữa. Bởi vì nó hỏng rất cơ bản. Nó quá cổ lỗ, nó quá lạc hậu và nó quá đắt. Cần phải thay thế cái mới. Cần phải thay cái mới à? Vâng. Thế không cố gắng khắc phục được à? Không thể khắc phục được nữa sếp ạ. Thôi sếp ơi, sếp phải dùng điện thoại di động đi. Nhưng mà tớ lại không quen sử dụng cái điện thoại di động. Ừ, thế thì sếp phải hả? Em sẽ dạy cho sếp. Đúng rồi. Em sẽ hướng dẫn cho sếp sử dụng trước khi sếp dùng. Đúng rồi. Đợt này em sẽ hy sinh vì sếp. Em sẽ đưa điện thoại cho sếp dùng. Khi nào sếp mua điện thoại mới, em sẽ xin lại sếp ạ. Cái này đơn giản thôi, xanh mở đỏ tắt. Xanh xanh mở đỏ tắt. Đỏ tắt xanh mở. Bà giỏi, bà dạy sếp đi. Tôi đang hướng dẫn cho sếp về cái xíu mà. Đấy nhá. Trong này nó có rất nhiều chế độ chuông, nó đa dạng lắm sếp ạ. Em sẽ đặt cho sếp cái chế độ chuông riêng. Ví dụ nhá, lãnh đạo gọi thì chó sủa, vợ gọi mèo kêu, còn bạn bè người thân thì ba ba ấy cộp. Ba ba ấy cộp, sếp ghi vào không có quên. Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là chó sủa. Chó sủa.
vợ gọi mèo kêu, bạn bè người thân ba hết không? Ba hết. Đúng rồi. Thêm cái còn thư ký gọi thì thì là trẻ con khóc. Trẻ con khóc à? Vâng. Được như vậy. Nó đơn giản. Bây giờ các cậu chuẩn bị đi làm việc đi nhé. Vâng. Làm việc đi. Tôi sẽ nghiên cứu. Vâng, nghiên cứu. Đi đi. Vâng. Này, xanh cái gì? Xanh mở đó. Xanh mở. Xanh mở. Vâng, đơn giản lắm sếp ạ. Vâng. Em chào sếp. Vâng, xanh mở. Chó sủa là cái gì? Lãnh đạo. Dạ. Báo cáo anh em đây ạ. Dạ vâng vâng. Em sẽ triển khai ngay. Dạ. Anh cứ nói gì nhỉ? Xanh bật đỏ sắt. Sao bây giờ nó lại lắm xanh đỏ thế này nhỉ? Không biết xanh chỗ nào đó đâu. Cái thằng này hướng dẫn không có đường nào trốn. Chết tiệt đi. Chết rồi. Lãnh đạo gọi. Mèo kêu là vợ gọi. Vợ mình làm sao biết được cái số điện thoại này nhỉ? Mày có chết không nghe thế. Sếp đây. Này này. Cậu hướng dẫn tôi thế nào không rõ ràng một tí nào cả. Vừa rồi có cả tiếng chó sủa, cả tiếng mèo kêu. Mà sao không nghe cái gì cả thế nào? Hả? Xanh bên trái là bật, đỏ bên phải là tắt à? Thế sao vừa rồi nó lại xanh đỏ nhiều lắm? Tao không biết cái nào cả. Bên trái, xanh bên trái là bật. Đỏ bên phải là tắt. Thôi được rồi. Này, cậu ở ngay cơ quan tôi đến bây giờ nhé. Hướng dẫn lại cho tôi đi. Lung tung lắm. Bố đi nhé. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vâng, cảm ơn chị ạ. Về rồi à? Sao? Sao anh mệt thế? Cơ quan có chuyện gì phải không? Nhức đầu quá. Có chuyện gì? Bao nhiêu công việc chần chốc lên không giải quyết được. Cũng chỉ vì cái điện thoại. Thôi thôi. Anh đi tắm đi. Rồi anh ăn cơm nhá. Ăn được cơm không? Tôi không ăn uống gì cả. Ăn cơm hay là ăn cháo? Tôi không ăn uống gì cả. Thế để tôi quấy cho cốc bột sắn vậy. Nó bảo là tôi không uống cái gì cả. Sao mệt thế? Tôi đi tắm cái này. Bao nhiêu triệu? Quá đẹp. Mày thay cái mới. Anh ơi! Anh! Gì thế? Trong túi anh có cái gì nó kêu đấy? Cái điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Hả? Sao đây? À, tôi chết rồi. Cái gì mà xanh nào đỏ này. Tắt.
tôi nghe đây. À, nhầm nhầm. Nhầm nhầm rồi. Rồi nhầm. Không phải tôi. À, vâng. Cảm ơn. Hôm nay anh lại dùng cái này à? Cái điện thoại ở cơ quan nó hỏng, cậu nhân viên nó cho tôi mượn, nên tôi dặn bà nhá, tôi bảo tôi tắm. Cái xanh là mở, là bật đấy. Một cái đỏ là tắt nhá. Tôi đang tắm cái tai gọi thì bà cứ thế nhá. Cứ bật cái xanh lên là nghe được đấy. Được chưa? Anh ơi, anh. Cái gì? Anh dừng lại lần nữa đi. Đây tôi nói đây, cái xanh là bật. Xanh bảo thế. Cái đỏ là tắt, đỏ đây để xanh cái đỏ đấy mà. Cứ thế mà làm nhá. Tôi đang tắm, tôi lại gọi tôi ra anh kỳ đầu lắm. Anh à, ăn cháo hay ăn cơm để em nấu cho. Được rồi. Anh ơi, lại có điện thoại em này. Đấy, cái xanh mà bật lên mà nghe, tôi đang tắm giờ. Alo. Con nào nó gọi không? Tôi không nghe, tôi bình tĩnh thế nào được? Đây là con nào xỏ lá mình đi vậy? Hả? Bà nghe chính xác không? Chính xác. Đây. Ông nghe đi, nó lại gọi này. Đây. Alo. Ai đấy? À Thắng đấy à? Cái có gì đấy? À, tức vừa rồi là vợ mày gọi à? Thế sao lại gọi vào cái máy này? À, máy của mày nhỉ? Đây. Mày nói hộ tao đây. Đang vỡ nhà ra vì cái chuyện điện thoại như này. Rồi ôi, vợ mày gọi vào đây. Đây, bà nghe. Ừ, xin lỗi. Ừ, thôi, xin lỗi cả sếp lẫn mày nhá. Thế mà tao cứ tưởng ông có bồ. Xin lỗi. Ừ, thôi tao xin lỗi. Bà thấy chưa? Về đến nhà mà tôi cũng không yên thân. Vỡ đầu lại vì chuyện điện thoại. Hôm nay sao mai để mẹ đi rửa chán thế nhỉ? Alo, bác sĩ rồi. Viên à? Bác giống khảo nhớ rất chẳng hạn gì cả. Được rồi. Ông cứ bảo nó chuẩn bị mọi thứ. À, quan kia. Được rồi. Rồi, chưa đâu ông Viên. Cái gì? Được rồi. Có cả người yêu được nói đến cùng á. Càng về ra. Chúng nó mua cái máy thứ. Ê, dạ, sếp đã đến à? Các đồng chí trật tự chuẩn bị cuộc họp. Thưa các đồng chí, chắc là các đồng chí cũng biết rằng đất nước của chúng ta đang tiến trình hội nhập để chuẩn bị cho vào WTO. Nhà nước ta đang cải cách hành chính một cách quyết liệt, chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và thực hành tiết kiệm. Alo. À, chào ông. Lâu lắm rồi. Ông vẫn khỏe à? Ừ. Thế tôi đang bận họp đấy. Ờ được rồi. Ông cứ bảo nó chuẩn bị mọi thứ như tôi đã dặn đấy. Thế tôn trọng mọi người này. 5 phút nữa tôi đấy nhá.
Ông biết thì sao đấy? 5 phút nữa. Tôi họp tôi gọi lại nhá. Bởi vậy chúng ta phải quán triệt tinh thần ở trên vào trong mọi suy nghĩ và hành động. Và lại đang mong về đấy. Alo, cái gì? Thế bố mày đâu? Bảo bố mày về mà lo nhá. Tao với bố mày đã thống nhất hết cả rồi nhá. Việc đóng học phí cho con này, đưa con cái đi học này là việc của bố mày nhá. Việc của tao á, chỉ có đi học thôi nhá. Vì vậy, tôi đề nghị mọi người, đề nghị tất cả các đồng chí phải có tinh thần trách nhiệm cao, phải quán triệt tinh thần một cách sôi động và phổ biến tinh thần trách nhiệm vào từng người trong cơ quan ta. Làm thế nào để mọi người ý thức được một trách nhiệm cao nhất của mình thì tránh được nguy cơ tụt hậu đấy. Các đồng chí hiểu chưa? Cho nên tôi xin có một ý kiến rất là bức xúc. Mặc dù quân khúc đã đi qua được nửa tháng, nhưng có cái vấn đề bức xúc nhất là giữa cái trận đấu chung kết giữa đội Ý và đội đội Hóa, có cái thằng đầu hói, hút đầu vào thằng Messi, là cái vấn đề bức xúc. Sao đồng chí lại phát biểu cái gì thằng đầu hói nào gì đang gì gan ở đây? Để im thì em nói. Cái vấn đề này rất là bức xúc nhưng chưa đồng chí phải phát biểu bức xúc đồng chí chưa? Vâng ạ. Cái vấn đề bức xúc thứ hai là trên xa mai điểm hẹn lại đội mũ vào để hát cho nó hay. Đấy là hai cái vấn đề bức xúc nhất của cái tháng vừa rồi. Cho nên hôm nay tôi đưa ra đây để chúng ta họp bàn làm sao để giải quyết được cái vấn đề bức xúc này. Đồng chí ngồi xuống. Đồng chí có còn coi đây là cơ quan không nhỉ? Để em nói cây khô không bao giờ sợ chết đúng. Đồng chí thật định được. Tôi mời các đồng chí đến đây là để họp nhá, chứ không phải là để các đồng chí khoe điện thoại di động hả, rồi là tán gái rồi nói chuyện ba lăng nhăng. Nếu những chuyện như thế là mời các đồng chí ra ngoài công viên nhé. Cuộc họp quan trọng, những vấn đề quan trọng bức xúc chưa được đề cập tới thì đã cứ rõ như là cái vỡ trọ thế này này, cứ làm như là không có điện thoại di động thì chết. Ai bảo vừa mặt hoặc nhiều hả? Tôi đề nghị từ lần sau nhá, từ lần sau vào cuộc họp cái đồng chí cho tôi làm cấm không được mang điện thoại di động vào đây. Nếu chót mang vào thì phải đóng máy lại. Các đồng chí phải tôn trọng ý thức tập thể, phải tôn trọng mọi người chứ. Hả? Kẻ nói phải có người nghe. Nói mà không có thằng nào nghe thì nói là cái gì? Hả? Mà lại cứ làm như thế là cái chậu vỡ. Hả? Này ơi, cái điện thoại kìa. Đấy, nhắm nhắm cái gì? Cái điện thoại kìa. Người nhắm nhắm nhắm. Tổ chức. Tôi chỉ có điện thoại. Cơ quan, cho cuộc họp, cho gia đình. Nếu như chúng ta dùng nó mà không có ý thức